Mohamed Salah, Wataru Endo, Liverpool, Takehiro Tomiyasu, Arsenal, Ivan Bissouma, Son Heung-min, Tottenham Hotspur, Andre Onana, Sofyan Amrabat, Man United và Nicolas Jackson, Chelsea. Đó là những cái tên rất quen thuộc, là trụ cột và thậm chí là ngôi sao hàng đầu thuộc biên chế 5 trong 6 câu lạc bộ thuộc Big 6 ngoại hạng Anh. Nhưng ngoài việc rất có danh phận tại các đội bóng hàng đầu nước Anh, giữa họ còn một điểm chung lớn khác. Đó là nhóm cầu thủ này nhiều khả năng sẽ không thể phục vụ câu lạc bộ của mình trong tối đa là hơn một tháng tới, bởi hai giải đấu diễn ra trong quãng thời gian giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 năm 2024, giải vô địch các quốc gia châu Phi AFCON và vòng chung kết Asian Cup. Giải vô địch các quốc gia châu Phi AFCON, hay CAN, sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 1 đến 11 tháng 2. Trong khi đó, giải vô địch các quốc gia châu Á Asian Cup chính thức khởi tranh từ ngày 12 tháng 1 và kết thúc vào ngày 10 tháng 2. Có thể thấy ngay, hai giải đấu cấp châu lục này diễn ra gần như đồng thời với nhau. Về mặt số lượng, Nottingham là đội chịu tác động mạnh nhất khi họ góp tới 6 tuyển thủ người Phi dự giải AFCON tại bờ biển Nga, gồm Seth Aurier, Willy Boly và Ibrahim Sangare. Đội tuyển chủ nhà, cặp đôi Senegal Cheko Kohet Musa Niaket và hậu vệ Nigeria Ola Aina. Đáng quan ngại hơn là ở chỗ, 6 anh chàng này chiếm phân nửa top 12 cầu thủ Nottingham có số phút thi đấu nhiều nhất tại Premier League mùa này. Nottingham của tân huấn luyện viên Nuno Santo đã thi đấu rất khởi sắc trong giai đoạn cuối năm 2023 với 2 chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Man United, để nhờ đó vươn lên vị trí thứ 15 bảng xếp hạng Premier League. Nhưng với việc thiếu phân nửa đội hình xuất phát thường xuyên trong khoảng 1 tháng tới, ông Santo có quá nhiều việc phải làm để đảm bảo đội nhà tiến bước trên hành trình trụ hạng. Sau Nottingham, Brentford và Wolves là 2 câu lạc bộ mất 4 cầu thủ vì AFCON và Asian Cup. Con số của Arsenal lẽ ra là 3 nhưng Thomas Partey chưa bình phục chấn thương nên bị loại khỏi danh sách cuối cùng của Ghana. Về mặt chất lượng, chúng tôi cho rằng Liverpool và Tottenham Hotspur là đội có nguy cơ chịu tổn hại lớn nhất bởi AFCON và Asian Cup. Tottenham Hotspur từng có giai đoạn lao đao hồi tháng 11 sau khi Bissouma dính chấn thương với 3 thất bại liên tiếp. Spurs mới chỉ hồi phục trở lại thời gian gần đây nhờ những màn trình diễn đỉnh cao của thủ quân Son Heung-min. Nhưng hai vòng chung kết lớn cấp châu lục sắp khai diễn sẽ lấy đi của huấn luyện viên Ange Postecoglou cả hai trụ cột không thể thay thế này. Với Liverpool, rất rõ ràng, Salah từ lâu và đặc biệt là thời điểm hiện tại là cầu thủ tuyệt đối quan trọng trong hệ thống của Jurgen Klopp. Salah ấy đang dẫn đầu danh sách ghi bàn 14 và kiến tạo 8 của Premier League. Nhưng trong vòng một tháng tới, những màn trình diễn của Salah sẽ không dành cho Liverpool mà là cho đội tuyển Ai Cập tại AFCON. Về trường hợp của thủ quân tuyển Nhật Bản Endo, nếu trong hoàn cảnh bình thường, việc thiếu anh vài tuần không phải mất mát quá lớn với Liverpool. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Liverpool đang khủng hoảng nhân lực tuyến giữa với chấn thương của Dominic Szoboszlai, Stefan Bajcetic trong khi McAllister mới chỉ trở lại đá hơn chục phút cuối trận thắng Newcastle sau 3 tuần vắng mặt. Theo yêu cầu của FIFA, tất cả các cầu thủ được triệu tập sẽ phải hội quân trên tuyển một tuần trước vòng khai mạc, tức dù Juzi đến mấy, thì trận đấu cuối cùng của nhóm này sẽ chỉ là vòng 3 FA Cup đá vào các ngày 7/8/1. Andre Onana của MU là một ví dụ điển hình. Trong trường hợp các đội tuyển của họ tiến xa ở một trong hai hoặc cả hai giải đấu, thì số vòng đấu mà một ngôi sao Premier League giữa AFCON và Asian Cup có thể lên tới con số 4. Tất nhiên, đấy là còn chưa tính tới việc trí lực của các ngôi sao FIA bị bào mòn vì các giải đấu này. Nhà đương kim vô địch Premier League Manchester City hoàn toàn miễn nhiễm với cái gọi là virus AFCON hay virus Asian Cup. Và đây rõ ràng là cơ hội thuận lợi để Pep Guardiola có thể cùng các học trò thực hiện một cú tăng tốc trong giai đoạn đầu năm mới 2024. Lịch thi đấu của City trong quãng thời gian hai giải đấu cấp châu lục đó diễn ra khá thuận lợi. Bỏ qua vòng 3 FA Cup gặp đội hạng nhất Huddersfield Town, Pep team sẽ có từ 4, tối thiểu, đến 5, tối đa, vòng đấu Premier League. Gồm các trận gặp Newcastle ngày 14 tháng 1, Burnley ngày 1 tháng 2, Brentford ngày 6 tháng 2 và Everton ngày 10 tháng 2. Có thể trận đá bù vòng 18 gặp Brentford cũng sẽ được ban tổ chức giải xếp vào giai đoạn này, khả năng cao là tuần thứ 3 tháng 1. 3/4 đối thủ mà The Citizen có thể đối đầu trong quãng thời gian này, trừ duy nhất Newcastle đều tổn thất nhân lực vì áp công và Asian Cup. Burnley không có Zanari, Brentford mất Wisa, Onyeka, Everton thiếu ngôi sao bậc nhất của họ Gai. Quan trọng hơn, chính là việc các đội cạnh tranh trực tiếp trước vô địch với City, có thể thiệt quân trong một quãng thời gian lên tới một tháng. Với Liverpool là Salah, Ai Cập, Endo, Nhật Bản. Với Arsenal là Tomiyasu, Nhật Bản. Với Tottenham Hotspur là bộ ba Son Heung-min, Bissouma, Pep Batasa. Tóm lại, thời cơ tăng tốc cho Manchester City chính là lúc này đây và không loại trừ khả năng thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ tận dụng triệt để lợi thế quan trọng này để trở lại vị trí số 1 bảng xếp hạng Premier League.